Quýnh Nhà xin mến chào quý cô bác anh chị em. Lời nói đầu thì cho Quýnh Nhà gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Chúc mọi người có một ngày làm việc thật là vui vẻ và hiệu quả. Quay trở lại với các câu chuyện của em Nhi 12 tuổi cùng với lại chú Vũ thì hiện tại bây giờ nó đã cho chúng ta rất là nhiều cái tia hy vọng. Và mới vừa đây thì dì Tám cũng giống như là dì Út đã đi gặp cái người luật sư kia, và nói chung là người ta có cái tấm lòng á mọi người, nên là người ta đã cố gắng để mà giúp đỡ hết mức có thể cho chú Vũ. Và hiện tại bây giờ có rất là nhiều người nói rằng là hả, tại sao một người giống như chú Vũ lại có thể là bên vực, trong khi đó bây giờ thị Màu cũng là cái người mà sống trong cái hoàn cảnh như vậy. Rồi bây giờ chúng ta lên tiếng như thế này, là chúng ta nói nhiều đến ả như vậy thì làm sao mà ả có thể là sống. Chuyện gì thì chuyện, nó vẫn còn có cơ quan pháp luật thế này thế kia. Nhưng mà các bạn ơi, nếu như mà bây giờ chúng ta không nói thì coi như là bao lâu nay nó trở thành công cốc. Và những cái điều về chú Vũ dường như người ta sẽ nghĩ xấu về chú Vũ rất là nhiều luôn. Rồi ai có thể là tháo cho chú Vũ những cái điều đó. Nên rằng là chúng ta lên tiếng nói như thế này không phải là cho chúng ta, mà để có thể giúp cho chú Vũ một phần nào đó. Mà tại sao có nhiều người người ta lên tiếng, người ta nói Quýnh Nhà là phải ngậm mồm lại, không được nói về những cái vấn đề này nữa. Tại vì những cái vấn đề này nó quá là rõ ràng rồi, thôi đừng có nói nữa. Mà mình nói ở đây là cái sự bức xúc của mình đã nói rất là nhiều lần rồi các bạn ạ. Bây giờ mà không nói, bây giờ mà im lặng chẳng khác gì mà đang cổ vũ, cổ xí cho cái ả thì Màu kia. Mà phải chi ả là cái người mà hả tốt mà mình nói oan sai cho ả như thế này thế nọ thì các bạn nói. Những anh em YouTuber thì mình nghe nó còn ok, nó còn có lý. Chứ còn hiện tại bây giờ họ rõ rành rành cái ả thì Màu kia là cái người sai khoái trong cái câu chuyện này. Mà các bạn nói là Quýnh Nhà phải im lặng, là Quýnh Nhà không biết là Quýnh Nhà nên im lặng như thế nào. Và nếu như Quýnh Nhà im lặng hay là các anh em YouTuber người ta lắng động cái câu chuyện này xuống thì ai sẽ là cái người mà họ lên tiếng để mà giúp cho dì Tám, giúp cho dì Út, giúp cho bà ngoại, rồi giúp cho chú Vũ. Bây giờ một khi mà chúng ta ngồi nói như thế này, đơn thuần chỉ là ngồi nói thôi, nhưng mà đâu đó biết đâu được nó sẽ tác động vào cái tâm lý của những cái người giống như là em Nhi hay là con trai của chú Vũ. Bởi vì những cái người đó bây giờ nếu như mà lên tiếng để mà bảo vệ cho chú Vũ thì nó vẫn là hợp lý, nó vẫn là ok mà. Còn khi mà nhìn vào cái ả thì Màu ấy, thì mọi người thấy làm sao? Đó là một cái người phụ nữ mà hả, chính chuyên là một cái người phụ nữ mà biết yêu thương chồng con của mình đó hả. Một người phụ nữ yêu thương chồng con của mình mà hả, con mình mà rơi vào cái tình cảnh như vậy, con mình mới có 12 tuổi mà hả đã tò te tú tí với người tình 23 tuổi. Về thấy những cái hình ảnh đó, ả vui sướng ở trong lòng, ả vui cười đến cái mức độ mà ả nói rằng là cái câu chuyện này nó quá bình thường, trời ơi, nó quen với người yêu nó đã làm những cái chuyện như vậy đó. Ả nghĩ được rằng là những cái câu chuyện nó bình thường. Mà cái lúc ả gắn ghép cho em Nhi cùng với lại chú Vũ thì ả khóc sướt mướt, ả nói rằng là lo cho tương lai của em Nhi. Ủa sao ngay từ đầu khi mà em Nhi mà hư đốn đến cái mức độ mà ha tò te tú tí cùng với lại người tình 23 tuổi, cái ả thị Màu này lại không lên tiếng để mà có thể là bảo vệ cho em Nhi đi. Mà tại vì sao đến hiện tại bây giờ khi mà tất cả mọi cái câu chuyện nó xảy ra rồi đó, rồi bắt đầu mới nói lo cho tương lai của em Nhi. Đúng là thật sự luôn, không có ai mà có thể làm ra những cái câu chuyện giống như thị Màu cả. Chỉ có thị Màu mới làm được những cái câu chuyện đó. Và nói chung một người phụ nữ mà người ta không biết thương con của mình á, thì nó thể hiện rất là rõ, điển hình như thị Màu đấy. Mọi người có thấy không? Những cái giọt nước mắt giả trăng, những cái giọt nước mắt giả tạo thì làm sao mà có thể tạo cho mọi người một cái niềm tin. Cũng giống như em Nhi bây giờ nói thẳng ra, em có cái tình cảm nào đối với mẹ hay không, đó mới là cái điều quan trọng. Chứ thật ra trong cái câu chuyện trong gia đình này là phần ai người nấy sống, phần ai người nấy ở, và không ai liên quan đến ai cả mà mình có thể nhận định được. Trong cái câu chuyện này, tất cả mọi cái điều của cái ả thì Màu kia làm ra cũng chỉ qua rằng là những cái điều đó chỉ để thực hiện được những cái mục đích của ả. Và ở phía đằng sau của ả nó có một cái sự dẫn dắt của một người nào đó để có thể là ả có thể làm ra những cái câu chuyện này. Chứ một người giống như ả mà để vẽ vời ra toàn bộ những cái viễn cảnh trong suốt một cái khoảng thời gian dài và trong cái đêm hôm đó để ả nói với chú Vũ á thì hoàn toàn là không đúng. Và đêm hôm đó em Nhi ra nhiều thì mình nghĩ được rằng là trong cái câu chuyện này á nó có một cái ổn khúc. Em Nhi á mà nếu mà biết á
thì phải lên tiếng để mà đính chính cho bố của mình, chứ không phải là im lặng như vậy. Trời ơi, em im lặng như vậy là cả một cuộc đời về sau của em sẽ không bao giờ mà em sống tốt được. Bây giờ mà mình ăn ốc mà mình bảo bố mình đổ vỏ cho mình thì em nghĩ rằng là em xứng đáng hay là không, mà trong khi đó bố em là cái người mà lo lắng cho em đi làm kiếm tiền, lao động miệt mài cực khổ về để mà hả đưa cho mẹ em, lo cho gia đình mà em thấy một cái người phụ nữ giống như mẹ của em, giống như ả thì màu đấy, thì lo được cho em mấy phần, hay là hả giếp tiền rồi hả con muốn làm gì đó làm, muốn ăn gì đó ăn, muốn đi đâu thì đi, nói chung muốn quen với ai thì quen, muốn ở đâu thì ở. Thôi tóm lại đi mọi người ơi, một cái người phụ nữ mà hả khi chồng mình vừa mới dính vào cái vòng lao lý mà mình lại là cái người mà đẩy chồng mình dính vào cái vòng lao lý như vậy, rồi chồng mình mới vừa ra đi thôi là hả bắt đầu ở nhà mình tò te tú tí, thì có cái lý do gì mà mình dạy cho em Nhi nó có một cái cuộc sống tốt, một cái cuộc sống lành mạnh được. Nên rằng là những cái điều mà ả buông thả cho em Nhi, muốn đi đâu thì đi, muốn ngủ với ai thì ngủ, muốn ở với ai thì ở, nói chung em Nhi muốn làm gì đó thì làm, thì những cái điều đó mọi người cũng có thể hiểu được rằng là một cái người phụ nữ giống như vậy thì người ta không thể nào người ta giáo dục cho con mình tốt lên được. Nên em Nhi mà nó có hư đốn như vậy thì một phần là do cái ả thì là hoàn toàn, chứ không phải là một phần nữa, là do cái ả thì màu này đã tác động lên em Nhi. Và những cái điều mà ả đã làm thường xuyên ở trong cái ngôi nhà ấy thì đã làm cho em Nhi nhìn thấy được những cái cảnh đó, và những cái cảm xúc của em nó dâng trào lên, nên là rằng là em sẽ bị thúc đẩy bởi những cái điều được gọi là những cái tìm hiểu, những cái tìm tòi và những cái khám phá riêng đối với chính bản thân của em đó, nên rằng là em mới rơi vào cái tình cảnh được gọi là hư đốn đó như vậy. Nên một người mẹ mà không biết dạy dỗ, không biết giáo dục con mình thật là tốt thì làm sao mà để cho con mình nó có một cái tương lai, và làm sao mà có thể là lo lắng cho cái hạnh phúc, cái tương lai của con mình sau này được. Bây giờ nói thẳng ra rằng là mong muốn của ả là chú Vũ có thể đi từ 15 đến 20 năm để ả có thể ở nhà gian díu và có thể là sử dụng hết những cái tài sản mà chú Vũ có thể là để lại đấy. Đơn giản là một người phụ nữ người ta toan tính rồi mọi người ạ. Một người nói, hai người nói thì các bạn nghĩ rằng là cái câu chuyện này nó lãng xẹt. Nhưng mà hàng trăm, hàng nghìn người nói thì các bạn sẽ hiểu được rằng là trong cái câu chuyện này nó có uẩn khúc. Và những cái điều mà chúng ta nói vậy nó không phải là những cái điều mà nó lạc lõng hay nhìn nó tào lao với đao, hay là tất cả những cái gì mà các bạn đang nói về các anh em YouTuber. Các bạn nên hiểu rằng là chúng ta làm như thế này, biết đâu được những cái tiếng nói của em Nhi hay là con của chú Vũ đó, nó sẽ đứng lên nói ra cái sự thật, và đương nhiên rằng là chúng ta sẽ khỏe hơn một bước nữa. Nhưng mà ở đây hiện tại bây giờ các bạn thấy không, một người con cũng chưa bao giờ mà lên tiếng để mà bảo vệ hay là đính chính cho bố của mình, cũng chưa bao giờ có một cái tiếng nói gì đó để có thể là giúp cho bố của mình một phần nào đó, cũng không có luôn. Nói chung bây giờ là biệt vô âm tính, biệt tích luôn, giống như là chú Vũ đâu có con, kiểu như vậy đó. Tóm lại là có thương mẹ mình hay là hả mẹ mình có rù quến mình rằng là bây giờ hả mày để cho bố mày đi tài sản thế này thế kia rồi tao sẽ cho mày thế này thế nọ, thì những cái điều đó nếu như mà những người con của chú Vũ mà hiểu theo những cái khía cạnh đó thì các bạn đã sai lầm rồi. Tại vì bây giờ nó đã quá là rõ ràng rồi, và khi mình nhắc về chú Vũ thì ai cũng thương chú Vũ cả. Mà bây giờ đã có luật sư rồi, người luật sư này cũng đã nói rất là rõ rằng là không cần con của chú Vũ lên tiếng, hay là không cần bất cứ ai lên tiếng cả, chỉ cần dì Tám và dì Út hay là bà ngoại trong gia đình thôi là cũng có thể nói lên cái sự thật rồi, cũng có thể giúp cho luật sư có thể là vào cuộc để tham gia vào cái sự việc này rồi, chứ không cần gì hết á. Nên rằng là thị Màu ơi, đừng có ỷ y về những cái điều mà mình đã làm, bởi vì nếu như mà mình làm đúng với lương tâm của mình, không sai khoái bất cứ một cái điều gì thì mình không cần phải sợ gì hết. Còn nếu như mà mình làm sai, mình đối xử với chồng của mình trong suốt một cái khoảng thời gian ba mươi mấy năm qua đã là không đúng rồi, trong cái đêm đó mình cũng là cái người mà không đúng luôn ấy, thì đảm bảo rằng là có chạy đằng trời hay là có chạy đằng nước hay là có chạy đằng mô đi chăng cũng sẽ không bao giờ mà che lấp đi những cái tội lỗi của mình được. Và nói chung á mọi người, hiện tại bây giờ thì nghe đâu rất là nhiều cái thông tin có lợi và có ích cho chú Vũ. Ở Việt Nam khi mà người ta sống trong một cái gia đình như vậy thì người ta sẽ luôn luôn là vun vén cho cái hạnh phúc gia đình, chứ không phải rằng là
người ta phớt lờ đi chồng đi con của mình, rồi có những cái lời hạch sách rồi hả, quách chồng mình thế này thế nọ đó mọi người. Thiệt sự nhiều lúc mình nghe mà mình tưởng tượng như là ả là đàn ông chứ không phải là đàn bà luôn. Tại vì người phụ nữ mọi người, người ta đâu có thể nào người ta cư xử như vậy, trong khi đó con của mình nó rơi vào cái tình cảnh như vậy mà ả cũng đâu có quan tâm, hay là ả cũng không có lo lắng hay là bất cứ một cái điều gì. Dường như những cái điều mà ả đang làm chỉ qua rằng là vì những cái mục đích của ả, thì những cái điều đó chúng ta cũng đã biết rất là rõ rồi. Nói chung là bây giờ là mình cạn lời, mình hạn hán lời mà mình không còn một cái từ nào để diễn tả về thị màu cả. Nhưng mà cũng mong rằng là trong cái thời gian sớm nhất thì chú Vũ có thể là quay trở về cùng với lại gia đình, quay trở về cùng với lại bà ngoại, và có thể là họ sống một cái cuộc đời mà nó thư thả hơn, một cái cuộc sống mà nó đáng sống hơn như hiện tại bây giờ. Chứ thật sự 30 mấy năm qua chú sống trong một cái môi trường như vậy, chú suy nghĩ tiêu cực đến như vậy, và chú dùng rượu chè để có thể là họ giải quyết những cái điều mà uất ức trong người, cũng giống như là những cái nỗi cực khổ mệt mỏi ở trong người. Ok, cái video của Quýnh Nhà thì đến đây là kết thúc nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã luôn lắng nghe cái video của Quýnh Nhà. Nếu thích cái video của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nhà nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo ạ. Bye bye.